Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Hello Slyball ACT2. Let's go. Ok, let's go. Và đầu tiên thì mình đang bị khóa kín trong một căn phòng. Mình sẽ phải nhờ với anh chàng rồi, anh chàng này đến đã mở cửa cho mình. Anh ta cũng muốn mình thoát ra ngoài. Và bây giờ thì mình sẽ vứt cái này đi. Chờ mình xem thôi. Bắt đầu lên trên nhà ông ta. Let's go. Wow, ta phát hiện ra mình rồi. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái này ra. Đó thì mình sẽ chạy đi. Ok, let's go, chạy thôi. Okay, let's go. Tiếp tục mình sẽ lắp cái này vào. Ở đây là một cái xẻng, mình sẽ đặt cái xẻng lên. Sau đó sẽ mở cánh cửa này ra. Ok, tiếp tục mở cánh cửa này ra nữa. Let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ chuồn xuống và đào. Ông ta đang chôn một cái ở dưới vườn. Ok, let's go, mình sẽ vứt cái này để cho ông ta ra ngoài. Let's go. Có vẻ gần đây. Rồi, chúng ta ra ngoài rồi. Đây là thời cơ mà mình có thể gọi là đột nhập vào trong nhà ông ta. Wow. Oh my god, chạy thôi. Ok, mày vẫn chạy kìa. Ông ta chắc không nghe được mình đâu. Mình sẽ xuống lên trên này luôn. Let's go.
Họ tiếp tục mình sẽ chuồn cho này. Wow. Ok, let's go. Oh my god, shit, nó ngã. Còn đấy nếu mà ngã thì các bạn sẽ bị chết luôn. Rồi bây giờ ông ta ra ngoài. Chắc mình phải léo cái gì ra ngoài đây thôi. Ok, ông ta ra ngoài rồi. Ở đây là thời cơ, mình sẽ lấy cái này. Wow, 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 wow. Yeah, yeah, yeah. Chạy được rồi. Wow, ông ta vẫn đeo mình. Làm một vòng nữa. Vòng này thì chắc chắn là mình sẽ gọi là cắt đuôi ông ta. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ mở luôn cái này. Rồi, chạy thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tuyến thứ hai, Subway Surfer. Let's go. Let's go. Oh.
không? Oh my god, 学长. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Chapter 4. Let's go. Ông này bị bà này thôi miên. Và bây giờ thì mình sẽ phải dùng cách để cho con mèo nó thôi miên lại bà này. It's finally here. Oh, I can't wait to start controlling those brats. Wait a minute. What are these this for? Nothing, dear. Come here. Now, you won't remember a thing. Okay, let's go. Now the real fun begins. Oh, Francis. Be a dear and fetch me a drink. Wow, I'm really beautiful. Bà tự khen bà xinh. Chờ bà ta đang ở đâu? Bà ta đang ở tầng 2. Let's go, mình sẽ vào tầng 1. Đây thì có mấy chiếc chìa khóa. Mình sẽ đặt đây. Buồn nhanh, con mà ta xuống dưới đây chết mình. Ok, let's go. Và xem bà ta đi đâu. Bà ta lại lên ngược lại. Già này vẫn đang bị thôi miên. Okay, let's go. Đang ở dưới đây. Rồi mình sẽ mở khóa ra. Đó thì sẽ cho nó đeo ra. Ok, let's go. Ta đang xuống dưới. Let's go. Mình sẽ trốn chỗ này. Meow. Meow. What on earth? Meow. This is crazy. Meow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Lego Smile. Oh my god. Let's go. Superman. Ok,
Thế mình xin anh chàng này, xem anh chàng này chạy bao xa. Let's go. Ném nào. Okay, let's go. Anh ta đã bị đánh bại. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. True crap, fresh, internet, members. Let's go. Anh chàng này có quân bài rất khỏe luôn. Mình sẽ về giống anh này. Lật đổ đi. Khi lật đổ đi thì coi như là chơi lại từ đầu. Let's go. Rồi các bạn ấn chị vào tấm thẻ này thì đó thì anh ta sẽ bóp mắt. Let's go. Rồi mình sẽ ấn lại. Okay, let's go. Rồi mình sẽ cho chùm vào đây. Đập nào. Một khóc vào luôn. Rồi các bạn vứt cái này đi. Ok. Mình gắn bay chùm luôn. Anh ta ngất luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6. Let's go. Lego. Lego, bro. Let's go. Mình sẽ chọn anh đây đi. Black Show. Cửa này cũng rất là hay. Winston. Okay, let's go. Do this, Captain. Và một tên zombie. Do this. Let's go. Mình phải chiếm đóng cái này. Càng lâu càng tốt. Okay, let's go. Nhảy lên đây. Sau đó lại nhảy lên tiếp. Rồi mình sẽ ăn cái này đi.
哦，那个金龟骨，干嘛吧？mình có giáp rồi, mình sẽ không dọn, phải chiến đấu ở đây, càng lâu càng tốt. Chết rồi. Ok, let's go. Không ăn được trên cao này, mình sẽ ăn ở dưới đây. Wow. Đợi họ ra. Ok, let's go. Còn kẹo máu đang chiến đấu thành công rồi. Ok, let's go, let's go đi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Hello Slayer. Let's go. He and Six. Okay, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ ra trước kia và tìm những con thú bông. Sau đó thì mình sẽ bỏ trong cái giỏ này. Let's go baby. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho lên trên đây. Không biết trong này có gì không. Chui vào trong đây đó. Đây không có gì. Thế chắc chắn ở trên kia rồi. Let's go. Oh my god, mình đã không điều khiển cái kia, đâm ra lại rơi tận sâu. Wow, anh bạn kia sắp truy tìm ra lồng mình rồi. Oh, cái này không được các bạn ạ. Làm cho mình gọi là phí mất thời gian ở một cái chỗ này. Không nhảy sang được rồi. Thôi vậy mình sẽ nhảy xuống khác vậy. Wow, bắt rồi. Oh my gosh. Let's go, lại thôi. Bị mất 3 con, anh ta lại đi giấu tiếp. Bây giờ mình sẽ phải lấy lại. Let's go. Ok, đây có một con. Wow, nó cứ bị tuột. Hay là do tay mình có mồ hôi. Cho nên là nó hơi điều khiển hơi khó một chút. Let's go. Và mình sẽ nhảy lên trên đây. Tay mình có mồ hôi rồi. Ok, let's go. Đó các bạn thì đi tìm tất cả những con thú bông. Sau đó các bạn sẽ vứt vào trong giỏ. Mình tay mình đang có mồ hôi cho nên là nó không lấy được những cái món đồ này. Nó rất là khó luôn.
tại với anh là đang khó là nói gì đến các bạn là lấy đồ. Đó, ok, mình sẽ chôn đi. Oh my god, mát rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Fine Line F3. Còn là F32. Let's go. Đây là một tựa game qua nhà và các bạn phải coi trong những cái camera làm sao để những con thú bông này nó sẽ không vào trong nhà các bạn. Ok, và camera đây. Rất là nhiều cam luôn. Hello. Okay. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Chỗ nào tối quá thì các bạn có thể ấn đèn để phát lên. Và các bạn có thể quay xem. Now I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. Nếu mà nó xuất hiện thì các bạn phải trốn ra ngoài, nếu không thì các bạn sẽ bị nó bắt. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? Rồi, lại tiếp tục soi từng cam một. They're all tied into some kind of criminal database, so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without it. Okay, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.